và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thanh Bình viếng cố diễn viên Mai Phương lúc nửa đêm bàng hoàng trước sự ra đi của đồng nghiệp. Diễn viên Thanh Bình xúc động trước sự ra đi của diễn viên Mai Phương. Vừa qua, lễ viếng cố diễn viên Mai Phương được tổ chức tại một nhà tang lễ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tang lễ được tổ chức gọn gàng riêng tư theo tâm nguyện của nữ diễn viên, đồng thời hạn chế khách đến thăm viếng vì đang có dịch Covid-19. Ngoài gia đình người thân, chỉ những người đồng nghiệp thân thiết như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, Trịnh Kim Chi được thông báo thời gian và địa điểm cụ thể. Một số nghệ sĩ khác cũng lặng lẽ đến thăm viếng nhưng không chia sẻ lên mạng xã hội, tránh thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Khoảng 1 giờ sáng, diễn viên Thanh Bình cũng tranh thủ đến gặp người bạn đồng nghiệp của mình lần cuối. Dù biết trước bệnh tình của Mai Phương, nhưng chồng cũ Ngọc Lan vẫn không giấu được sự bàng hoàng vì quá đột ngột. Phương nằm đó không còn đau đớn, không còn dằn vặt. Ngủ thật ngon nhé Phương, La Vi sẽ được sự yêu thương của tất cả mọi người. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sài Gòn, 0:55 thật vắng lặng, trong lòng trống rỗng sững sờ vì nghe được câu chuyện về Phương và cả những ngày cuối cùng của Phương, thật không tin được, diễn viên Thanh Bình xúc động. Vào ngày 28 tháng 3, sau khi nhận được tin Mai Phương qua đời, nam diễn viên cũng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, an nghỉ Phương nhé. Bạn đã chiến đấu như một chiến binh, mọi người sẽ luôn nhớ về một người mạnh mẽ và không bao giờ đầu hàng bệnh tật, cũng như sẽ nhớ mãi nụ cười thân thiện và xinh đẹp của Phương. Bạn có một nghị lực phi thường khiến cho mọi người học hỏi và noi theo. Trần gian chỉ là cõi tạm mà thôi, mọi người sẽ yêu thương La Vi thật nhiều, yên tâm nhé. Phương đã ra đi tối ngày 28 tháng 3, 2020. Sự ra đi Mai Phương không chỉ khiến đồng nghiệp khán giả thương xót, mà từ đây các tác phẩm nghệ thuật sẽ không còn sự xuất hiện của nữ diễn viên tài năng. Trong những ngày cuối đời dù đau đớn với bệnh tật, nhưng Mai Phương vẫn cho mọi người thấy được sự kiên cường mạnh mẽ của mình. Con gái Mai Phương vẫn chưa cảm nhận được sự ra đi của mẹ, bố Mai Phương bế cháu ngoại nhìn mẹ lần cuối. Chúng tôi vẫn chưa nói gì cho bé hết, kể cả chuyện của ba nó, không muốn gieo gì vào trong đầu nó. Trong nhận thức của bé, ba vẫn là người đi công tác xa, đứa trẻ ấy chỉ là hiểu một điều sao ba lâu về quá vậy. Về mẹ La Vi chỉ biết mẹ bị bệnh nhưng không biết bệnh gì. Người thân có sự cách ly với bé về câu chuyện của mẹ, cho bé đi chơi để có sự vui vẻ. Nếu có biết chăng nữa thì sẽ là sau này từ từ cảm nhận, mẹ Mai Phương tâm sự. MC Đại Nghĩa Trịnh Kim Chi bức xúc khi nhiều YouTuber đến nhà riêng chụp ảnh quay phim đám tang Mai Phương. Để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh cũng như sự riêng tư cho tang lễ của diễn viên Mai Phương, nên gia đình đã quyết định không công khai nơi tổ chức tang lễ. Thế nhưng nhiều YouTuber và người dân vẫn cố tình đến nhà tang lễ để chụp ảnh quay phim, khiến nhiều đồng nghiệp bức xúc lên tiếng. Vừa qua, diễn viên Mai Phương rút hơi thở cuối cùng của mình tại nhà riêng sau hơn 2 năm chiến đấu cùng bệnh ung thư. Hưởng dương 35 tuổi, thực hiện theo tâm nguyện cuối cùng của cố diễn viên, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã quyết định không công bố địa điểm nơi tổ chức tang lễ, đồng thời tránh tụ tập đông người vì Việt Nam đang vào những ngày căng thẳng với dịch Covid-19. Nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhiều người còn dùng các thiết bị để quay phim, livestream, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và phản cảm. Là người bạn, đồng nghiệp của Mai Phương nên Lưu Hoàng Gia Bảo không giấu nổi sự bức xúc khi tang lễ của cố diễn viên bị nhiều người đâm phiền. Phía dưới bài viết, MC Đại Nghĩa và Trịnh Kim Chi cũng bày tỏ sự bất lực với những YouTuber. Lần nào cũng vậy, chẳng biết được lợi ích đến như thế nào mà phải làm những điều như thế. Nói hoài nói mãi vẫn vậy, vẫn bất chấp, thương cho người nằm xuống. Ốc Thanh Vân cùng nhiều người bạn hiện đang có mặt để cùng gia đình chuẩn bị tang lễ cho diễn viên Mai Phương. Cô cho biết hiện tại nội bộ đang rất rõ ràng, nên cô cũng hạn chế chia sẻ các thông tin lên mạng xã hội. Không chỉ riêng tang lễ Mai Phương không ít lần, cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ khi người dân tụ tập tại đám tang của các nghệ sĩ. Bên cạnh những khán giả dành tình cảm cho nghệ sĩ mình yêu mến, không ít YouTuber đã lợi dụng điều này để livestream, quay clip nhằm câu view, thu hút sự hiếu kỳ của cộng đồng mạng. Đám tang cố nghệ sĩ Anh Vũ cũng ghi nhận những hình ảnh phản cảm như thế này. Mai Phương đi rồi, cộng đồng mạng réo tên người cũ Phùng Ngọc Huy. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, cư dân mạng đồng loạt tấn công trang cá nhân của Phùng Ngọc Huy để chất vấn nam ca sĩ. Vừa qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương từ trần sau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quá ác khiến làng giải trí Việt bàng hoàng đau xót. Nhiều người không nén nổi xúc động khi nghĩ đến cô con gái nhỏ của cố nghệ sĩ. Bé La Vi từ nhỏ đã thiếu bóng cha, nay lại phải chịu thêm nỗi đau mất mẹ. Sau khi tin buồn về sự ra đi của Mai Phương được nhiều người thân bạn bè công bố,
Cộng đồng mạng bất ngờ nhắc đến nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy, người yêu cũ và cũng là cha của con gái Mai Phương. Hầu hết mọi ý kiến đều nuối tiếc và có phần trách móc khi giọng ca 8X không kịp về thăm nữ diễn viên lần cuối. Phùng Ngọc Huy và Mai Phương thổi còn mặn nồng. Cặp đôi từng chung tay tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con gái La Vi. Có khán giả mong Phùng Ngọc Huy có trách nhiệm bù đắp cho con gái ruột của hai người. Hy vọng anh sẽ thay chị Phương chăm sóc bé La Vi khôn lớn ngoan ngoãn. Người phụ nữ đau lòng nhất là khi bỏ đứa con mình yêu thương mà đi anh à. Không tình thì cũng còn nghĩa còn giọt máu của anh. Sau đây là những dòng bình luận của người hâm mộ. Hầu hết đều có nội dung mong mỏi nam ca sĩ họ Phùng hãy nghĩ đến máu mủ của mình. Chỉ gửi anh một câu, bao nhiêu năm qua anh có bao giờ nhìn về phía chị và La Vi chưa? Em biết em hay mọi người sẽ không thể mở miệng trách anh. Em chỉ đứng ở vị trí khán giả yêu thích hai người mà hỏi anh để suy nghĩ một chút thôi. Mong anh thấy comment này của em. Hy vọng anh sẽ thay chị Phương chăm sóc bé La Vi khôn lớn ngoan ngoãn. Mong là anh sẽ thay chị Phương bù đắp tình cảm còn lại cho bé La Vi. Chị đi rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn lo lắm cho bé La Vi. Hầu hết công chúng dành lời tiếc nuối cho cặp đôi và mong Phùng Ngọc Huy có thể bù đắp cho con gái nhỏ của mình. Trong diễn biến mới nhất, Phùng Ngọc Huy đã thay toàn bộ ảnh bìa và ảnh đại diện trang cá nhân của mình sang màu đen như một cách tưởng nhớ tình cũ sau khi biết tin Mai Phương qua đời. Bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều người cũng có chút thông cảm với giọng ca họ Phùng khi trong thời gian hiện tại anh khó có thể đặt vé về Việt Nam với con gái và tiễn biệt người yêu cũ do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Hơn nữa, nhiều quốc gia trên toàn thế giới đã ban bố lệnh cấm mọi chuyến bay quốc tế giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng. Từ ngày bạn gái cũ phát bệnh đến nay, dù nam ca sĩ chưa thể từ Mỹ về Việt Nam thăm hỏi động viên hai mẹ con, nhưng Phùng Ngọc Huy cho biết anh vẫn nhắn tin hỏi han tin tức của Mai Phương. Tháng 8 2018, Phùng Ngọc Huy bất ngờ lên tiếng đính chính tin đồn bỏ rơi hai mẹ con Mai Phương để sang Mỹ định cư. Anh cho biết do mới sang sinh sống tại xứ cờ hoa nên chưa có điều kiện về Việt Nam thăm con gái. Huy nói điều này là thật tình, mong mọi người cảm thông cho Huy vì tương lai của bé La Vi. Hiện giờ khi việc bên Mỹ vẫn chưa ổn, Huy chưa thể về Việt Nam. Huy vẫn liên lạc với Phương mỗi ngày động viên và ủng hộ tinh thần cho Phương, khuyên Phương phải luôn kiên cường và giữ tâm thái tốt nhất để chống chọi với bệnh tật. Phùng Ngọc Huy chỉ có thể nhờ bạn bè giúp mình để ý quan tâm Mai Phương nhiều hơn. Bên cạnh đó, Huy cũng thường xuyên liên lạc với những người bên cạnh chăm sóc Phương để cập nhật tình hình sức khỏe của Phương và cuộc sống của La Vi. Phương hiện giờ đã tiếp nhận trị liệu nhưng vẫn khuyên Huy giữ gìn sức khỏe và đừng buồn vì những lời công kích không hay trên mạng. Ốc Thanh Vân cũng giải thích khó khăn của nam ca sĩ. Huy có nhắn riêng với Ốc, bạn ấy cũng muốn về, nhưng không về được đâu các bạn, kẹt giấy tờ Mỹ xa xôi quá. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, các nước ban bố lệnh cấm bay, Phùng Ngọc Huy cũng khó có thể trở về nhìn Mai Phương lần cuối. Thanh Thảo bị chỉ trích vô duyên khi khuyên tình cũ Mai Phương đưa con gái sang Mỹ chăm sóc. Mặc dù có ý tốt khi suy nghĩ cho tương lai của bé La Vi, nhưng Thanh Thảo lại phải hứng chịu những luồng ý kiến đa chiều. Tối 28 tháng 3, Mai Phương rút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Ngay khi tin tức lan truyền, nhiều khán giả hướng sự chú ý tới Phùng Ngọc Huy, người tình một thời của nữ diễn viên và là cha của bé La Vi. Nhận tin dữ về người cũ, Phùng Ngọc Huy lặng lẽ đổi ảnh đại diện và ảnh trang bìa mạng xã hội thành màu đen như một cách tưởng nhớ người xấu số. Có vẻ trong lòng anh lúc này rất rối bời. Do dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại Mỹ và Việt Nam, Phùng Ngọc Huy có lẽ sẽ không thể về nước kịp để nhìn mặt Mai Phương lần cuối. Động thái của Phùng Ngọc Huy sau khi nghe tin Mai Phương qua đời. Khi nam diễn viên đoạn đại diện và ảnh bìa, nhiều ngôi sao của làng giải trí cũng như khán giả vào bình luận chia buồn an ủi, động viên anh lúc này. Đáng chú ý nhất là lời tâm sự của ca sĩ Thanh Thảo. Sau tin buồn về Mai Phương, Thanh Thảo cho rằng Phùng Ngọc Huy nên đưa con gái sang Mỹ chăm sóc, như vậy mới có thể bù đắp được. Tâm trạng em lúc này khó chịu lắm phải không? Nghĩ tử là nghĩ tận, mà mình trong hoàn cảnh không thể về được. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa để đưa con gái sang chăm sóc. Có như vậy em mới có thể bù đắp được. Khi bé sang Mỹ thì mọi thứ sẽ tốt hơn cho bé. Em phải có trách nhiệm chăm sóc con gái thật tốt sau này nhé, Phùng Ngọc Huy, Thanh Thảo nhắn nhủ. Mặc dù có ý tốt khi suy nghĩ cho tương lai của bé La Vi, tuy nhiên quan điểm của Thanh Thảo lại gây ra tranh cãi. Bên cạnh những khán giả ủng hộ Thanh Thảo cho rằng La Vi không mẹ thì vẫn còn cha làm chỗ dựa, nhiều tài khoản mạng lại phủ nhận điều này. Đắc thẳng tên Thanh Thảo một tài khoản mạng gay gắt, ai cho cái quyền đem bé về nuôi, khi bầu bì người ta đã chịu cảnh éo le, chịu bao nhiêu cực khổ để nuôi con, khi người ta đau đớn trên giường bệnh cũng có một mình, giờ nằm xuống định đem con họ đi hả, ai cho cái quyền đó. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng tỏ ra lo lắng cho La Vi, bởi nghĩ tới tương lai bé có thể phải ở với dì ghẻ, họ cho rằng cô bé vẫn còn người thân tại Việt Nam và Phùng Ngọc Huy chỉ cần hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm chu cấp. Tuy nhiên cũng có tài khoản mạng bác lại.
Con cái có ba mẹ vẫn là nhất, mất mẹ thì còn ba, chẳng lẽ không có ai hết mới vừa lòng. Dân mạng tranh cãi về quan điểm của Thanh Thảo. Mai Phương từng có mối tình đẹp với Phùng Ngọc Huy, bất chấp gia đình ngăn cản. Sau khi sinh con gái, cặp đôi bất ngờ chia tay. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ xây dựng sự nghiệp. Xoay quanh cuộc chia tay là nhiều tin đồn, thậm chí nhiều người chỉ trích Phùng Ngọc Huy là kẻ phụ bạc. Tuy nhiên lúc sinh thời, Mai Phương chưa một lần lên tiếng dằn vặt hay oán trách người cũ. Cô không hiểu sao khi mình bị bệnh, cộng đồng mạng lại réo tên anh, dù hai người không hề có khúc mắc gì và anh cũng chẳng phải có trách nhiệm với cô. Chia sẻ trên báo, Mai Phương cho biết việc trở thành mẹ đơn thân cũng là do cô tự nguyện chứ không ai ép buộc. Hai người đã rẽ hai hướng, nữ diễn viên không muốn làm phiền đến cuộc sống của Phùng Ngọc Huy và mong mọi người cũng tôn trọng điều đó. Hết duyên nên Mai Phương chọn cách kết thúc nhẹ nhàng, coi Phùng Ngọc Huy là bạn và sẵn sàng giúp đỡ anh nếu có khả năng. Suốt cuộc đời mình, Mai Phương chỉ dành trọn trái tim cho một người, nam diễn viên Phùng Ngọc Huy, nữ diễn viên chưa bao giờ oán trách người cũ.